Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có nhiều bạn khi trình bệnh tại giường đó, bạn không biết cách trình nha, như là chị này nha, thì bạn chưa phân biệt được là thế nào là trình một cái trường hợp, một cái bệnh án hậu phẫu, thế nào là trình một cái bệnh án tiền phẫu nha. Tôi ví dụ một bệnh nhân này đã mổ rồi nha, tôi theo dõi bệnh nhân kể từ lúc bệnh nhân nhập viện nha, và tôi xuống tôi xem mổ và sau đó tôi theo dõi quá trình hậu phẫu. Bây giờ thầy yêu cầu tôi là trình trường hợp này mà trình tiền phẫu, đúng chưa? Thì tôi chỉ nắm những cái thông tin trước cuộc mổ thôi, ngoài ra những thông tin trong lúc mổ, thông tin sau mổ tôi không cần biết, tôi bỏ qua hết, tôi không lưu tâm, nắm được chưa? Còn trường hợp thứ nhì, nếu mà thầy yêu cầu tôi là trình một trường hợp hậu phẫu thì những thông tin về trước mổ của bệnh nhân này tôi bỏ qua, tôi không còn nhớ nữa, tôi chỉ nhớ thông tin từ lúc mổ trở về đến bệnh viện thời điểm hiện tại thôi. Những thông tin trước mổ nha, nào cần nhớ, nếu như thông tin đó nó có mâu thuẫn với cái chẩn đoán trong lúc mổ của chúng ta, đồng ý không? Ví dụ như là trước mổ chúng ta chẩn đoán là u dạ dày, mà mổ xong ta chẩn đoán là u đại tràng, thì cũng nên nhắc lại một số cái thông tin trước mổ để người nghe hiểu tại sao là có sự sai lầm trong chẩn đoán, đúng được chưa? Còn nếu những thông tin mà chẩn đoán nó phù hợp với lúc mổ ra thì chúng ta bỏ qua, nó không cần phải đề cập đến nữa, đúng chưa? Thứ hai, những thông tin nào trước mổ nên đề cập đến là những thông tin về tiền căn và bệnh lý nội khoa, ví dụ bệnh nhân này có tiền căn cao huyết áp, có tiền căn tiểu đường cũng nên nhắc lại, còn nếu không chúng ta không cần phải nhắc, không được chưa? Vậy trọng tâm vẫn là gì? Những thông tin từ lúc mổ nha, từ lúc mổ trở về đến thời điểm hiện tại nha. Bệnh nhân này nữ 71 tuổi nhập viện vì đau bụng nha, ở hạ sườn bên trái. Bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định là u ca đại tràng bên trái và đã được phẫu thuật cắt đại tràng trái, hiện nay là ngày hậu phẫu thứ tư. Phương pháp phẫu thuật là gì? Là cắt đại tràng trái và nối hai đầu đại tràng thành tầng nha. Thì tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì diễn tiến hậu phẫu thì sao? Diễn tiến hậu phẫu thì bệnh nhân diễn tiến ổn định, ngày thứ hai là bắt đầu bệnh nhân có xì hơi được rồi nha, đau vết mổ thì giảm dần nha. Trong thời gian hậu phẫu đến giờ thì bệnh nhân không có sốt. Khám hiện tại tôi thấy bệnh nhân hiện tại thì sáng nay ngày thứ tư hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, bệnh nhân không có dấu hiệu nhiễm trùng, cứ bảo nhiệt độ rồi sinh hiệu ổn định, không có sốt. Tôi đặc biệt ghi nhận cái thời điểm mà người ta ghi nhận, đặc biệt ghi nhận cái dấu hiệu sốt, chứ không phải mạch huyết áp, đúng được chưa? Ngay sau mổ thì lại ghi nhận mạch huyết áp, còn thời điểm mà thứ tư thì ghi nhận là gì? Ghi nhận là nhiệt độ, tại vì bắt đầu từ thời điểm này trở về sau là có biến chứng của nhiễm trùng, biến chứng của nhiễm trùng liên quan đến nhiễm trùng, đúng được chưa? Rồi giờ khám bụng nha, em quay xuống cái bụng thôi, thấy bụng hơi chướng, đúng chưa? Thấy bụng hơi chướng, thấy không? Đúng không? Rồi nghe âm ruột, âm ruột tăng nha, âm sắc tăng, tần số tăng, nhìn thấy thành bụng cân đối, bụng di động tốt hơn nhiều, thở đúng chưa? Giờ khám bụng, sờ để sờ ở đâu trước, sờ chỗ nào, nguyên tắc là sờ ở cái vùng nào ta xem là bình thường trước, rồi mới sờ đến cái vùng ta có thể nghĩ là có bất thường. Nếu bất thường là bất thường ở đâu? Bất thường ở cái vùng mổ đây, nếu có bất thường gì có thể trụ dịch hay này nọ đồ nằm ở đây, ta sẽ khám bên đây trước nha, đồng ý không? Ta khám mà khám nông, đừng khám sâu, đừng ấn sâu quá, đúng chưa? Tại vì mục đích khám không phải sờ một khối u nào đấy, mà bữa khám là xem coi có tụ dịch trong bụng hay không. Bây giờ cho nên chỉ khám nông, và khi khám là quan sát các diện bệnh nhân, mắt hơi đều, thở đều, đúng rồi. Nếu bụng đủ mềm không cần phải co hai chân lên nha, không cần phải co hai chân lên. Rồi đặc biệt chú trọng đến cái vùng này nha, vùng này. Có đau bác nói. Đào, cái này đào, cái này có đào, có đã thay băng chưa? Đã thay băng chưa? Đào, có còn đào.
bụng bụng bệnh nhân ấn là đau, đặc biệt ở cái vùng quanh vết mổ này, nhưng mà ấn bụng mềm lắm, không có chỗ nào có cái cảm giác đầy, rồi bắt buộc là phải khám vết mổ mỗi ngày. Nha, bây giờ tôi sẽ phải mở băng ra, tôi khám vết mổ, tại vì sao? Đây là cuộc mổ gì sạch nhiễm, mổ trên đại tràng có chuẩn bị được xếp vào loại sạch nhiễm thì nguy cơ nhiễm trùng sau mổ là từ 10-20%. Giới thiệu biến chứng nhiễm trùng sau mổ các đại tràng nó sẽ thường xảy ra ngày thứ ba đó đi, cho nên chúng ta phải thăm khám vết mổ thường xuyên. Thì một trong những biểu hiện thường nhất của cái nhiễm trùng sau khi mổ, những cái cuộc mổ sạch nhiễm là nhiễm trùng vết mổ, đúng chưa? Thứ hai nữa là nhiễm trùng ở trong hậu bụng. Nên cho nên trường học này bắt buộc phải khám vết mổ. Ta thấy quay xuống đây, ta thấy là vết mổ băng kính như thế này là không tốt. Băng kính như thế này chỉ dành cho những trường hợp nào chúng ta nghĩ là khả năng nhiễm trùng vết mổ thấp, như là mổ sạch. Còn trường hợp mà mổ đại tràng, mổ những cuộc mổ nào mà ta nghĩ là khả năng nhiễm trùng vết mổ cao thì chúng ta phải băng keo dán thường để chúng ta có thể mở vết mổ đó, khám thường xuyên ha. Cái sẽ mở vết mổ để cho xem cho bác. Khi mà ta gỡ băng ra, chúng ta phải làm tế nhị nhẹ nhàng để làm cho bệnh nhân đau. Đây chúng ta sẽ mở hết mỗi một bên thôi, bộc lộ toàn bộ vết mổ ra chúng ta xem nha. Vết mổ thấy thì sao? Thấy vết mổ sao? Hơi sưng, đúng chưa? Hơi đỏ, đúng chưa? Thấy hơi sưng không? Hơi đỏ không? Thấy không? Đặc biệt là cái phần này nè, thấy hơi sưng không? Đúng, làm sao biết sưng? Thấy cái chỉ nó hằn sâu xuống dưới, thấy chỉ hằn sâu xuống dưới. Thứ hai nữa thấy đỏ không? Đỏ không? Thứ ba nữa là xem có rỉ dịch ở chân chỉ không, vết mổ thì chưa rỉ dịch nha. Vết mổ này tôi 80% là sẽ nhiễm trùng. Vết mổ như thế này bạn để ý theo dõi thêm 3-4 ngày nữa xem coi sao. 80% là sẽ nhiễm trùng nha. 80% tôi nghĩ là có nhiễm trùng rồi đấy, nhưng mà bây giờ chưa chắc chắn cho nên tạm thời theo dõi thêm. Khi mà ta chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải cắt chỉ mở vết mổ ra. Tôi nghĩ vết mổ thế này là 80% là nhiễm trùng đấy nha. Để ngày mai theo dõi lần nữa, nếu mà thấy nó bắt đầu nó sưng nhiều hơn, nó đỏ nhiều hơn và nó rỉ dịch chân chỉ lên, phải cắt chỉ vết mổ ra nha, để điều trị cái nhiễm trùng vết mổ theo băng nha. Đấy, để ý xem bạn nào theo dõi ra này, xem ngày mai ngày mốt xem coi chắc chắn có nhiễm trùng vết mổ hay không nha. Rồi, ống dẫn lưu. Cái ống dẫn lưu này chúng ta phải theo dõi lượng dịch ra mỗi ngày. Cái này là bắt thai mỗi ngày hay từ lúc mổ đến giờ bác? Mổ đến giờ thôi. Dạ, từ lúc mổ giờ ra bao nhiêu? Một trăm từ lúc mổ đến giờ, đúng không? Rồi, dẫn lưu này là dẫn lưu điều trị ở phòng ngừa. Dẫn lưu điều trị ở phòng ngừa. Sau khi mổ cắt đoạn đại tràng, người ta nối hai đầu lại. Người ta đặt dẫn lưu ở cạnh cái miệng nối. Dẫn lưu này là dẫn lưu phòng ngừa. Đúng chưa? Khi nào mổ bụng mẫn, bụng có mũi, có da mạc, có máu, ta đặt dẫn lưu vùng thấp nha, thì dẫn lưu đó là dẫn lưu điều trị, nó được chưa? Thì dẫn lưu phòng ngừa nó khác với điều trị ở chỗ nào? Dẫn lưu phòng ngừa là ta đặt dẫn lưu vào cái thời điểm cái thời điểm đặt dẫn lưu đấy, ở trong cái bụng nó không có dịch bẩn, nhưng mà ta nghĩ rằng trong vòng một thời gian sau đó, dù 5 ngày sau, 7 ngày sau nó sẽ có dịch đó từ đâu ra? Dịch đó từ cái xì giò miệng nó ra. Đúng chưa? Vì dẫn lưu phòng ngừa nó cụ thể là gì? Là dẫn lưu phòng ngừa xì giò miệng nối, cụ thể là như thế. Người ta sẽ đặt dẫn lưu ở cạnh miệng nối để khi mà trong trường hợp miệng nối nó xì nó giò thì nó sẽ theo ống dẫn lưu nó ra ngoài mà nó không có chảy vào trong bụng, nó gây ra như phúc mạnh, nó được chưa? Như vậy là chúng ta theo dõi dẫn lưu phòng ngừa khác với điều trị chỗ nào? Điều trị thì chúng ta sẽ theo dõi lượng dịch ra mỗi ngày, đúng chưa? Màu sắc, mùi, tính chất vật lý. Còn dẫn lưu phòng ngừa thì sao? Dẫn lưu phòng ngừa thì dấu hiệu bình thường là dẫn lưu không có ra gì hết, nắm được không? Dẫn lưu điều trị thì nó ra là chuyện bình thường, mà nó ra phải giảm dần, trong dần, mà cái mùi nó là bớt hôi dần là bình thường,
còn chúng nuôi phòng ngừa, nó có ra dịch là bất thường, bình thường nó sẽ không ra dịch, đúng chưa? Đến ngày, đến một thời điểm nào đấy, đến ngày thứ năm đến thứ bảy là cái thời điểm, là cái thời điểm mà miệng nó có thể nó xì, qua khỏi thời điểm đó là nó hết xì. Thì nếu qua khỏi thời điểm đấy mà nó không ra dịch thì chúng ta yên tâm, ta rút ống dẫn luôn, coi như là dẫn luôn phòng ngừa hết tác dụng. Không được chưa? Phân biệt được hai cái đó không? Điều trị khi nào hết tác dụng, khi nào nó hết ra dịch thì hết tác dụng. Hết ra dịch là khi nào trung bình là 2 đến 3 ngày, 24 đến 48 đến 72 giờ sau mổ. Đúng chưa? Còn dẫn luôn phòng ngừa là khi nào hết tác dụng. Hả? Khi qua 5 đến 7 ngày mà nó không ra dịch thì nó hết tác dụng. Đúng không? Vậy trường hợp này khi nào rút? Trường hợp này khi nào rút ống dẫn luôn? 3 ngày nữa rút. Với điều kiện là nó không có ra gì hết. Còn nếu nó có ra thì chúng ta phải lưu lại để cho dịch nó có giò, để nó sẽ theo ống nó ra ngoài. Còn cái dịch này là dịch gì? Dịch này từ lúc mổ đến giờ 100ml là cái dịch nó động lại ở cái vùng mổ. Động lại ở vùng mổ sau mổ thôi, chứ không phải là dịch của xì giò bị nối. Dịch bóc tách, chúng ta bóc tách cái vùng cái đại tràng để ta cắt nối thì nó sẽ động lại, nó sẽ theo ống nó ra ngoài. Không được không? Thì dẫn lưu điều trị là khi nào rút. Đó. Đúng rồi, 48 đến 72 giờ. Dẫn lưu phòng ngừa khi nào rút? 5-7 ngày. 5 đến 7 ngày mới rút. Không có dịch. Đúng chưa? Đúng rồi, nếu không có dịch nó ra. Có gì nữa? Dấu hiệu bình thường của dẫn lưu điều trị là gì? Dịch nó ra nhưng mà số lượng giảm dần, màu sắc trong dần, mùi bớt khô dần. Còn dẫn lưu phòng ngừa bình thường là gì? Là dịch không ra. Không được không? Rồi thôi, ta tắt.